Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hy vọng đây là một video có thể ra đúng vào lúc nhà nước Hoa Oan này về Việt Nam. Tại vì mình có trao đổi với hình như là bên làm việc với nhà nước Hoa Oan ở Ý này, là bảo là cuối tháng 8, đầu tháng 9 thì nhà này về Việt Nam. Và nó sẽ cập bến full bộ sưu tập của nhà nước Hoa này. Và mình rất muốn recommend và chia sẻ kịp thời với các bạn một cái mùi hương mà mình đánh giá rất ngon, đặc biệt rằng nó là một sản phẩm dành cho nữ. Vì lâu rồi cũng không có con nào thực sự quá là ok dành cho nữ cả, nên là Fedori của Oan sẽ là một sản phẩm mà đáp ứng nhu cầu của các bạn nữ trong cái mùa thu đông sắp tới. Bắt đầu nhá. Nếu như bạn chưa biết thì nhà nước Hoa Oan này mình đã từng review một chai vào mùa, mình nhớ là mùa đông năm ngoái, đó chính là Lipsen. Và đến bây giờ thì Lipsen vẫn cực kỳ ngon và ít người biết. Nếu như bạn là người đã sử dụng qua Lipsen, qua cái video mà mình chia sẻ đến các bạn, thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của các bạn về phần mùi hương của em nó, xem là nó cùng với phân khúc với nó thì có mùi hương nào đụng hàng không, và hiệu năng của nó ra sao, bạn đánh giá như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với Fedori, một chai nước hoa mới ra mắt trong cái bộ sưu tập mới. À không phải bộ sưu tập mới, mà là hai mùi mới của nhà Oan này, một mùi dành cho nam và một mùi dành cho nữ. Thì dành cho nam thì tôi nghĩ rằng là cái chai đấy nó hơi khó dùng nên là tôi sẽ không recommend. Nhưng nếu như các bạn quan tâm thì tôi cũng sẽ làm một cái video ngắn gọn để chia sẻ cảm nhận về chai nước hoa mới. Còn ngày hôm nay ta tập trung vào Fedori thôi. Và nhà nước hoa Oan này thì mình sẽ dẫn cái đường link ở cái video cũ cho các bạn xem một chút về cái cảm hứng, cũng như là về cái chai lọ hộp rất đẹp của nhà Oan, những cái mình đánh giá cực kỳ cao và với một cái giá thành cực kỳ rẻ. Còn Fedori ở đây thì chúng ta cùng nhau nhìn qua một chút nhé. Nó có hình con mắt, và cái con mắt này của chúng ta thì nó có màu trắng, và chỉ có hai màu thôi, đen trắng thôi. Và đây Fedori thì tôi có đọc mà ở trên cái trang chủ của Oan thì người ta ghi rằng là Fedori nó là chơi chữ giữa Fedo và Body. Thì tôi cũng không hiểu là Fedo là gì, tại vì tôi search Fedo nó chỉ ra kiểu kiểu thì như liên quan đến thiên chúa gì đấy. Còn body thì thôi thì không phải nói rồi, nhưng mà tôi không thấy quá nhiều thông tin hay là kiểu cảm hứng về chai nước hoa này như thế nào. Thì mấy hôm nữa thì tôi sẽ mail cho hãng để tôi hỏi chi tiết là cảm hứng của chai nước hoa này ra sao, để tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Còn ngó qua về cái phần ngoại hình thì nó vẫn là một cái thiết kế màu đen thôi. Nó sẽ giống như con Oan này. Đây các bạn có thể nhìn thấy hai con đấy, chai này để lâu bụi hết rồi. Đó, hai con thì nó là một màu đen bóng. Và cái này thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy lượng ruồi bên trong nhé. Nếu như các bạn soi lên cái đèn như thế này đó, thì các bạn vẫn nhìn thấy lượng ruồi bên trong. Ở cái phần đáy này thì nó khá là dày, nên là cái vấn đề rơi vỡ nó cũng không vấn đề gì cả. Và vẫn như mình chia sẻ cái video lần trước, đó là mình ghét cái thiết kế đầu vòi nhiều nấc như thế này. Làm đơn giản thôi, một nấc thôi thì có phải đẹp hơn không, ngắn hơn, nhìn trông nó cứ dài dài. Còn nắp những thứ thì vẫn rất ok. Đây, nắp đây, biểu tượng của Oan này. Nhà này thì như tôi nhớ là còn có cả cái que làm thơm phòng cơ. Thì sau này nếu mà tìm được thì tôi cũng sẽ làm review cho các bạn, vì què thơm lắm, thề thơm dã man. Về phần mùi hương của em nó thì cái nhà nước hoa này tôi đã thử qua tất cả các vial gồm 11 khoảng hay là 12 mùi của nhà nước hoa này, thì tôi nhận thấy một điều rằng những cái mùi nữ của nhà này thì nó sẽ có chủ đạo đó là bay hồng cùng với vanilla và một chút của fruity. Nên là các bạn sẽ thấy rằng nếu như các bạn đã từng xịt qua Lipsen và em Fedori này, nếu các bạn mua thì khi mà dry down ấy, các bạn sẽ nhận thấy một cái nét chung rất đặc biệt, đó là cái nét ngọt nhưng mà đến từ trái cây. Nó như kiểu là tinh dầu trái cây ấy, kiểu kiểu như vậy, tinh dầu những quả đào hay là những quả mơ hay là những quả dâu như vậy, nó ép ra cùng với cái nét của vani. Đó, thì cái mùi hương này khi mà các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy ngay một cái bay mùi ngọt, nhưng mà nó không phải là một cái mùi ngọt kéo dài xuyên suốt từ đầu tới cuối, mà nó có một cái bay ngọt, nhưng mà cái ngọt đây giống như kiểu là tinh dầu, kiểu người ta gọi là cái gì nhỉ, siro dâu hay là siro đào không? Nhưng cái sự khác nhau của Fedori đối với Lipsen đó chính là cái bay mùi ngọt của nó không đậm đà và dày tối và ngọt ngào như là ở Lipsen. Và ở Lipsen thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái miếng sô-cô-la khi mà nó khô đọng lại ở trên môi. Còn đối với Fedori này thì các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt, đó là nó như kiểu là một cái
bánh kiểu bánh bông lan, một cái lớp bông rất là mềm mại, nhẹ nhàng phảng phất ở trên da. Và cái phần top note ấy thì ngoài cái mùi trái cây ngọt kiểu siro ra thì các bạn vẫn thấy một cái chút hơi kiểu xanh xanh, kiểu vỏ của những quả đào xanh ấy khi các bạn cắn ra. Thì ở cái top note nó như vậy nhá. Và khi mà dry down xuống thì mùi hương nó sẽ nhẹ dần, và các bạn đã nhận thấy rằng là nó tạo nên một cái lớp bông rất là mềm mại, mà cảm giác như kiểu là chúng ta đi đến những cái khu resort mà chúng ta ở trên những cái giường mà người ta làm những cái chăn ga gối đệm nó êm, như kiểu chúng ta ngã mặt vào đấy, hay là những cái bánh bông lan ấy mà ở cái phần xốp của nó rất là mềm mại, mà cảm giác các bạn ấn vào một phát là nó sẽ lún sâu xuống. Thì cái mùi hương này nó tạo ra một cái cảm giác nó mềm mại và nó ngọt đến cái mức như vậy, và nó làm cho mình kiểu wow. Và cái mùi hương này ấy, thì nói thật là tôi cầm con này, tôi đã tiếp cận con này cách đây khoảng tầm 6 tháng rồi. Và khi mà tôi mang con này đi cho hội nước hoa, anh em chơi cùng với tôi thì tất tần tật không một thằng nào chê. Và tôi cũng có thể đảm bảo với các bạn rằng nếu như các bạn mua mùi hương này, chắc chắn đây sẽ là một trong những cái mùi hương mà nó không thể nào bỏ qua được. Ở trên TikTok tôi có một cái chuyên mục đó là mua đi đừng hỏi, thì chai nước hoa này xứng đáng được vào chuyên mục mua đi đừng hỏi. Vì thực sự là nó là một cái mùi hương nữ, thứ nhất là không quá ngọt, vẫn đủ sự hấp dẫn, và nó có một cái nét bông hơi sạch sẽ, hơi phấn nhẹ một tí, và nó tạo nên một cái mùi hương, ui thề luôn, mỗi khi mà mình ngửi hay là tất cả những người xung quanh mình ngửi, tôi chưa thấy một ai chê. Mà mọi người bảo ui, lúc mà mọi người nghe giá của nó nữa, mọi người bảo ui rẻ thế. Và thậm chí rằng nhá, trước khi chai nước hoa này về đến Việt Nam thì cũng đã có một vài người chơi cùng hội nước hoa với tôi đã order mua để đi tặng các bạn và các chị đồng nghiệp, thì nhận được những cái lời feedback cực ngon. Và ngay cả chính chủ của người mà nhập thương hiệu này về Việt Nam, mà khi mà tôi bảo là chị nhập One về đi và chị nhập Ferrari về, thì chị ý có thử Ferrari và chị bảo là thề chị không nghĩ rằng nước hoa lại có một cái chai rẻ và ngon đến như vậy. Vì thế lấy tất cả những cái gì mà tôi làm 4 năm nay ra, tôi đảm bảo với các bạn đây là một trong những cái mùi hương hot hit trong mùa đông năm nay luôn. Có thể thời điểm này thì các bạn có thể nhìn thấy người ta review nhiều chai như kiểu Josie, như kiểu là Handy Face, hay là những cái mùi ngọt ngào hơn, những cái con clone của vài con nổi tiếng. Nhưng đây mới chính xác là mùi mang cái dấu ấn của nhà One này đó. Vậy thì nó sẽ phù hợp với phong cách như thế nào? Nếu như Lip Sen sẽ là một cô nàng cực kỳ ngọt ngào, nóng bỏng, và ăn mặc nó có cái xu hướng kiểu mặc những cái đồ bó ôm body và để đi để hẹn hò ở trong những cái bữa tiệc hay trong những cái không gian hẹp tối, như kiểu những quán cocktail bar và đi hẹn hò lần đầu để gây ấn tượng, thì đối với cá nhân mình, Ferrari sẽ là một cái mùi hương mà các bạn nữ có thể mặc được hàng ngày vào cái thời tiết từ 25 độ quay đầu, 25 độ đổ xuống ấy đó. Và em nó thì sẽ phù hợp với một cái phong cách, thì các bạn có thể mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo len mỏng, quấn những chiếc khăn và khoác ngoài một cái chiếc áo vải tweed. Và xa xôi hơn thì các bạn cũng có thể mặc những cái đồ nó nhiều lớp, nhiều layout cũng được. Và đặc biệt là mùi hương này, mình nghĩ rằng nếu như các bạn mặc lên người hoặc là các bạn xịt lên những cái khăn mà các bạn quấn vào áo ấy, thì mùi nó sẽ lưu tốt hơn và nó sẽ để lại cái thiện cảm cực kỳ tốt. Và con này thì tôi nghĩ rằng các bạn nữ cũng hoàn toàn có thể mặc được. Nếu như các bạn sử dụng đi làm văn phòng hàng ngày, các bạn cần một cái tông mùi ngọt để sưởi ấm cho những ngày se se lạnh vào mùa thu, thì Ferrari là một trong những con đỉnh của chóp luôn. Tôi đảm bảo rằng nó sẽ đá bay những cái con như kiểu là Muscatmere, như kiểu là Anharaman, Ruby, Ru ra một góc. Tại vì tôi chắc chắn rằng tầm tiền của nó gần như vô địch thiên hạ luôn. Và cái bay mùi ngọt này các bạn cũng sẽ không gặp được ở quá nhiều chai nước hoa, trừ khi là hai con này. Tại vì cái bay ngọt DNA của nhà này nó có nét giống nhau giữa hoa hồng cùng với trái cây và vani. Về phần độ tuổi của em nó thì mình nghĩ rằng là mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nữ đâu đó tầm 20 tuổi đổ ra cho đến tầm 30. Các bạn vẫn trẻ trung, các bạn vẫn muốn thu hút và có một style, một cái phong cách cố định, đã xác định được gu thời trang của mình. Và các bạn cũng có thể mặc cái mùi hương này từ đi làm, đi chơi ok hết nhá, không vấn đề gì cả. Còn các ông nam có hỏi mùi hương này có xài được không, thì tôi nghĩ là các ông nào có thích ngọt ngào kiểu trái cây nhẹ nhàng thôi thì các ông vẫn có thể mua xài được. Với hai con này thì tôi nghĩ rằng là đàn ông thì có thể mua được Ferrari, còn riêng Lipsen này thì chỉ phù hợp với các chị em phụ nữ thôi.
Đấy. Còn về phần hiệu năng của em nó thì thực sự là lưu rất rất tốt ở trên da. Nó lưu ở trên da mình đâu đó tầm 7 đến 8 tiếng. 7 đến 8 tiếng thì các ông biết rồi. Đó nghĩa là tôi rất ít khi nói một chai nước hoa nào lưu trên 8 tiếng. Thực ra thì với tôi trải nghiệm tầm 7 8 tiếng nó đã là quá đủ rồi. Và mỗi một cái mùa đông se lạnh nữa, thay vì cái thời tiết đang có phần hơi nóng như thế này thì nóng nó sẽ làm giảm hiệu năng xuống. Nhưng mà với cái phần mùa đông thì nó sẽ lưu tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể trên 8 tiếng nữa. Còn về cái phần độ tỏa hương ấy thì nó không phải là cái mùi tỏa ngào ngạt như là những cái mùi như là Scandal hay là Lancôme La Vie Ben hay là những cái mùi kiểu siêu ngọt ngào 540 tỏa khủng khiếp như vậy đâu, mà nó sẽ là một cái mùi có một cái độ tỏa cố định ở trong khoảng tầm hơn nửa cánh tay một tí, nhưng ở trong cái phạm vi đấy thì nó tỏa cực kỳ rõ rệt. Các bạn hoàn toàn có thể xịt lên áo thì kể cả những người các bạn đi lướt qua người ta vẫn có thể ngửi thấy, nhưng mà nó sẽ không đọng lại ở trong cái không khí quá lâu. Cái silat ấy nó sẽ không lưu lại trong không khí lâu mà chỉ kiểu lướt qua và nó sẽ bay đi theo cái làn gió của bạn, chứ nó không rơi, không đứng yên ở đấy. Thế nên là các bạn đừng mong chờ rằng đây là một cái mùi mà kiểu tôi xịt cho gái tôi đi một cái thì chỗ kia thơm phức đâu. Nó không phải kiểu như vậy, nó sẽ như kiểu một chiếc khăn cuốn lấy cổ bạn, bạn đi đâu thì cái khăn nó bay như vậy. Và tôi đảm bảo nói lại một lần nữa, đây chắc chắn là chai nước hoa hot hit cho mùa đông năm nay, và chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở trong chuyên mục mua đi đừng hỏi ở bên TikTok của mình, Fedori. Rất đáng tiền. Và nếu như đã mua thì tôi rất mong các bạn có thể feedback lại đây để xem rằng tôi nói có đúng hay không, hay cái mũi của tôi bây giờ nó còn phù hợp với số đông nữa hay không. Rất mong các bạn chia sẻ. Còn video đến đây là kết thúc. Còn nếu như các ông con trai muốn biết nhà này có con nào nữa thì like, share, ấn nút chuông theo dõi. Tôi cũng sẽ lên sớm cho các bạn một vài con mà tôi đánh giá cao của nhà này. Mà đôi khi những con đấy không phải là những con thị trường mà người ta đánh giá cao đâu. Ok nhá.